Hello mọi người, hôm nay chúng ta cùng Nhịp Sống Sài Gòn đến tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại Metro, là một chuỗi bán sỉ lớn nhất Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng. Hiện tại thì Metro với một cái tên mới là MM Mega được một ông chủ người Thái tiếp nhận vào năm 2017 và kinh doanh rất tốt đến hiện tại. Metro cũng có những cái bước phát triển rất là mạnh và những cái nét riêng được một ông chủ người Thái thực hiện tại Việt Nam và đang được đông đảo người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh quan tâm. Chúng ta đi vào bên trong thì với các thiết kế trưng bày treo chỉnh dáng cũng giống như những cái hàng hóa thì vẫn được theo một cái concept cũ, có những bước phát triển cải cách mới, mang những tính chất hiện đại hơn, và nguồn hàng thì ở đây thì thấy cũng phong phú hơn, và với cái những chương trình đưa ra thì rất là hấp dẫn người mua, cho nên là sau những năm mà Metro đã bị lắng xuống thì hiện tại thì Metro cũng đang có một cái lượng khách hàng đến đây rất là lớn. Như các bạn thấy thì các quầy kệ nè luôn đầy ắp hàng hóa, và ở đây thì ngoài cái bán lẻ thì đa phần công thương đến đây để mua hàng sỉ về để bán, với cái giá có thể là rất là tốt và mang lại nhiều lợi nhuận. Chúng ta tiếp tục đi tham quan đến các gian hàng bên trong siêu thị. Đây là những gian hàng được layout ra bên ngoài, sẽ cung cấp cho gia đình những cái lương thực tươi sống, những hàng trái cây các vùng miền luôn được bổ sung mới mỗi ngày. Chúng ta đang bắt đầu vào khu vực trái cây tươi sống từ các vùng miền. Ở đây thì trái cây được nhập vào mỗi ngày, luôn giữ ở cái mức độ bảo quản rất là tốt, tươi ngon, và với cái giá rất là hợp lý thì cũng là một cái sự lựa chọn tốt cho các bạn nội trợ. Chúng ta đã thấy thì ở đây cái khu vực bảo quản về rau luôn được tươi ngon giống như là vừa thu hoạch. Với nguồn hàng tươi sống và phong phú thì Metro là một điểm được các bà nội trợ quan tâm và đánh giá rất là cao. Chúng ta bước qua khu vực hải sản tươi sống thì ở đây tập trung các nguồn hải sản từ Việt Nam cũng như nhập từ nước ngoài vào. Ở đây có hàng đông lạnh, có những cái sản phẩm rất là phong phú, có thể mua về và chế biến, thuận lợi cho các nhà hàng, khách sạn hay là các hộ gia đình. Ngoài cái hàng đông lạnh thì bên đây có những cái nguồn hàng tươi sống, các loại hải sản luôn được bảo quản và giữ ở một cái môi trường rất là tốt, nên là chất lượng của các hải sản sẽ được luôn giữ và mang lại những cái hương vị ngon cho sau khi chế biến. Chúng ta trở lại các khu vực bán những sản phẩm về nhà bếp, các loại gia vị, như chúng ta thấy nó rất là phong phú ha. Các cái gian hàng luôn đầy ắp hàng hóa. Đội ngũ giao hàng tận nơi của Metro cũng là một thế mạnh của chuỗi bán sỉ ở đây. Điểm khác biệt là ở đây có khu vực để cho người tiêu dùng đến để đóng hàng và thuận lợi cho vấn đề để chuyên chở về nhà. Ở đây được thuận lợi là các bãi bến đổ xe sơn đậu rất là rộng thoáng, người dân có thể thuận lợi trong các kỳ nghỉ lễ đến mua sắm, và bên cạnh đó là các khu vực tham quan trò chơi cho các bé. Nhịp Sống Sài Gòn xin cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe nhé. Bye bye.